Chỉ trong tháng 3 năm 2022, đã có 3 vụ cướp táo tợn liên quan đến các nữ sinh. Cụ thể, ngày đầu tháng 3, hai nữ sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Võ Văn Tần, tỉnh Long An đi chung xe về nhà. Bất ngờ, hai nam thanh niên đi xe máy phân khối lớn nhanh tay giật điện thoại di động của nữ sinh ngồi sau. Nghe tiếng bạn tri hô cướp, nữ sinh cầm lái nhanh trí đạp trúng, khiến xe kẻ cướp ngã ra đường. Đồng thời, xe hai em cũng bị mất lái và ngã ra đường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3, người dân tại khu vực đường Xuân Thới Thượng 7, huyện Hóc Môn đã chứng kiến cảnh hai kẻ cướp giật ra tay, giật chiếc điện thoại của nữ sinh ngồi sau xe, được mẹ chở đến trường. Cả bốn người trên hai xe máy sau đó ngã nhào xuống đường. Còn tại Thanh Hóa, ngày 25 tháng 3, Công an huyện Thiệu Hóa thông tin đã bắt tạm giam đối với Chu Tất Thuận, 38 tuổi và Nguyễn Hữu Long, 32 tuổi, về hành vi cướp giật tài sản. Cả hai khi điều khiển xe máy đến trường Trung học phổ thông Lê Văn Hưu, lợi dụng khi học sinh tan trường, đã chạy xe máy áp sát xe của nữ sinh cướp giật điện thoại di động, sau đó mang đi bán mua ma túy về sử dụng. Hành vi của các đối tượng không mới, tuy nhiên, con mồi nhắm tới trong thời gian qua đều là người yếu thế. Tâm lý khi mà những người thực hiện cái hành vi cướp giật đó, người ta sẽ lượng giá và người ta tìm những cái đối tượng yếu hơn so với những cái đối tượng khác. Ví dụ như nếu là thanh niên, nếu là người trưởng thành thì khác. Còn đây là nữ sinh, là phụ nữ thì khả năng phản kháng của họ thấp hơn. Khi các em chủ quan đó, vừa tham gia giao thông vừa sử dụng cái điện thoại hoặc là có thể mất cảnh giác là vừa học bài hoặc xem tài liệu vân vân thì dễ xảy ra các tình trạng cướp giật. Hoặc là các đối tượng xấu người ta có thể đi theo để người ta theo dõi. Và thông qua cái kênh như vậy thì khi mà có cái cơ hội ra tay đó thì đối tượng xấu sẽ lựa chọn cái thời điểm thích hợp để có thể gây ra những cái sự cố đáng tiếc cho các học sinh của mình. Điểm chung của các loại tội phạm này, khi hành động, chúng đi xe máy từ hai tên trở lên. Khi phát hiện thấy con mồi, chúng bám theo đến những địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại hoặc những nơi có nhiều đường rẽ. Tên điều khiển xe sẽ tiếp cận, áp sát nạn nhân để cho tên ngồi sau giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hành vi của bọn chúng hết sức táo bạo, bất kể thời điểm và bất chấp cả sự nguy hiểm đến tính mạng của người bị cướp giật và cả người xung quanh. Khi mà đã thực hiện cái hành vi này rồi á, thì cái khả năng chống trả nó thấp. Thứ nhất, các em là phụ nữ, các em là con gái, khó mà chống trả lại với những cái đối tượng mà manh động thực hiện cái hành vi cướp giật này. Thứ hai, nếu ngồi sau xe thì phụ huynh đang chở con em mình cũng khó mà có thể truy đuổi theo. Vì sao vậy? Vì nếu một mình tôi thì tôi có thể tôi truy đuổi đó, nhưng mà đang chở con tôi thì khó mà có thể thực hiện cái hành vi truy đuổi đó. Cho nên sẽ có cái trường hợp là thôi, hô hoán lên, người dân có tiếp ứng thì tiếp ứng, không thì thôi. Trong khi các cơ quan chức năng đang tiến hành nhiều biện pháp để phòng chống, trấn áp loại tội phạm này, thì các em học sinh lại quá vô tư trước mối nguy hiểm này, chưa chú trọng, coi nhẹ hoặc thậm chí không chú trọng đến việc bảo vệ tài sản, sức khỏe của chính bản thân mình. Hình ảnh này khá quen thuộc với em. Em thường thấy mỗi ngày các bạn ngồi sau xem điện thoại thường để trả lời tin nhắn, nói chuyện với bạn bè hoặc là xem tài liệu ôn bài. Em nghĩ cũng ít nguy hiểm vì ngồi phía sau không phải điều khiển xe thì có thể dùng điện thoại thoải mái hơn. Đối với cái tài sản mình mất đi thì có thể tìm lại được. Tuy nhiên khi xảy ra các sự cố về sức khỏe, về xảy ra tai nạn, chấn thương chẳng hạn, thì những sự cố này là sự cố sẽ không thể bù đắp lại được. Khi mà dồn cái đối tượng mà xấu vào bước đường cùng thì người ta có thể khả năng chống trả lại và đôi khi gây nguy hiểm tới tính mạng của mình. Như vậy thì cái việc mà mình có khả năng phòng vệ, cái thứ hai là khả năng tự vệ của bản thân trước đối tượng xấu, và thứ ba là phải biết phản ứng sao cho phù hợp. Đôi khi mình chấp nhận một cái câu đơn giản là của đi thay người. Chúng ta đừng tạo cơ hội cho cái mà nó bằng cách nào? Bằng cách thay đổi thói quen. Thứ nhất, chúng ta bớt phụ thuộc vào cái thiết bị điện thoại. Cái thứ hai là tập cho mình những cái thói quen tốt khi tham gia giao thông và sử dụng các trang thiết bị thông minh khi tham gia giao thông trên đường. Tập cho mình cái thói quen thắng xe lại, bước vào quan sát rồi nghe điện thoại, đúng không ạ? Những cái thói quen nó nhỏ thôi, dĩ nhiên là tạo dựng một thói quen tốt là nó khó dữ lắm, nhưng mà chúng ta tập từ từ thì nó cũng sẽ được. Đối với phụ nữ, học sinh, những người yếu thế khi tham gia các hoạt động cộng đồng cần lưu ý nhiều hơn vấn nạn cướp giật, vì nó sẽ xảy ra bất cứ nơi đâu và bản thân mỗi người đều có thể trở thành con mồi của kẻ xấu. Ngoài việc cần thay đổi thói quen sử dụng điện thoại, cũng nên hạn chế đeo trang sức có giá trị cao để phòng tránh rủi ro.